Rồi, xin chào mừng mọi người, các bạn cho kênh YouTube mình ha. Và với video tiếp theo nay mình chia sẻ cho bạn một cái bo mạch cảm biến ánh sáng để sử dụng trong các tự động bật đèn khi trời tối nha các bạn. Thì cái bộ này nó xài bằng quang trở và nó so sánh với cái ngưỡng ánh sáng, dùng cái bộ thuật toán op amp để nó so sánh. Thì khi mà trời tối thì cái quang trở nó thay đổi thì nó sẽ so sánh và nó sẽ kích ra relay. Mình trong mạch bo mạch này nó xài kiểu khác, nhưng mà nói chung mà nó cũng dùng cái bộ so sánh để nó làm việc khi cái quang trở nó thay đổi điện trở. Trước thì mình học bộ so sánh khuếch đại thuật toán là op amp 741, con này nó xài khác. Nói chung là nó cũng xài bằng thuật toán op amp á, bộ so sánh để nó đóng relay khi ánh sáng và tối nó điện trở nó thay đổi khác nhau bằng cái con quang trở. Bây giờ thì mình tháo ra cho mọi người xem trong cái bộ mạch của nó. Đây chính là cái bộ mạch của nó nè. Này không biết có phải xài op amp không nữa. Để mình coi kỹ coi. Này nó xài bộ 3 số 5. Nó xài bộ 3 số 5, IC 3 số 5. 3 số 5 này dùng tàu sung nè, NE3, NE5555, 3 số 5B đó bạn. Bộ này nó xài bộ này, nó không xài con kia. Nói chung nguyên lý làm việc giống nhau. Đây nó dùng cái bộ này nó dùng nguồn 220 luôn đó. Vô đây để nó có mấy cái tụ để nó giảm áp rồi. Và nó kích ra relay đóng tiếp điện. Đây chính là con quang trở nè. Quang trở này một khi mình chiếu sáng cho nó hay là mình tối thì nó sẽ thay đổi điện trở. Đó, cái diode của nó dùng mạch nè. Đặc biệt con IC này các bạn, IC này để kích đóng cắt á, mà này nó không có đóng bằng capacitor. Đóng bằng cái con này. Rồi, đây là bộ mạch của nó, làm rất là đơn giản. Xài nguồn 220 luôn. Bây giờ thì mình sẽ đấu cái mặt này cho bạn xem. Sẽ lắp ráp. Đây nó có để cái mô hình nè. Đập mô hình này mình làm theo thôi. Cái dây L là dây nguồn, dây pha đó là chính là dây đen. Dây quay chính là dây mát nè. Lót là tải nè, ba dây. Rồi mình lắp theo cái sơ đồ này thôi. Này nó xài nguồn 220 các bạn. Này trên đây nó để cái thông số của nó nè. Nè. 220V nè. Rồi sẽ câu nguồn 220 vô cho nó. Đây cái chui. Rồi lúc nãy mình đọc là dây đen là dây L. Dây đen là dây L. Rồi dây của trắng là dây mắt. Đây dây trắng. Và dây đỏ là dây tải. Tải này đấu ra cái bóng đèn. Đây cái bóng đèn. Đây
đổ ra một cái bóng đèn gì đó. Rồi bây giờ thì dây còn lại của dây đèn thì mình giam mát thôi. Rồi mình kiểm tra cái nguồn ghim cho nó đúng cực cái coi. Này mình tính là bây giờ mình sẽ ghim cái nguồn cho nó đúng cực cái này. Rồi coi nó đúng cực cho nha. Mình thử thì đúng cực chưa. Rồi bây giờ mình sẽ ghim thôi. Nãy là mình nói là dây dây đen là dây pha dây nóng đó, thì thử rồi cũng đèn sáng sáng thì mình đổ chui là đúng rồi nè. Giờ là dây đen chính là dây pha nè, đúng rồi đặt rồi đã ghim đúng thì thôi cũng ra rồi. Thì bây giờ mình câu còn lại dây mát của đèn, mình đấu vô dây mát là dây trắng dây mát á. Xong cái đồ này là như thế này, nghĩa là khi tải là có điện là sẽ có dây nóng, và đèn thì cấp vô đèn, và dây còn lại có đèn thì về dây mát. Ok, và bây giờ mình sẽ test cho bạn xem nè. Đây chính là cái bo của nó nè đó, cái quan trở mình để vậy đi. Rồi mình để cho nó nghiêng nghiêng gì nha, rồi mình test nó. Và bây giờ mình sẽ ghim điện nha các bạn. Bạn chú ý cái này cho nó xa xa kìa nè, khỏi dám ăn keo. Test mà nó xa xa ra được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện nè. Ghim điện rồi. Rồi bây giờ đã ghim điện nha các bạn đó. Rồi bây giờ đã ghim điện rồi, mình thử dây ra đúng cái nè. Dây đen là sáng đèn, là chỗ bút của điện sáng đèn là chính là đúng cái dây pha đó. Hiện tại bây giờ là có ánh sáng nó lội vô cái con quan trở đó nên là đèn này nó không bật. Giờ mình kiếm cái gì mình che nó lại nè, che cái ánh sáng lại ngay cái quan trở là đèn nó sẽ bật nha các bạn. Bây giờ mình sẽ che cái ánh sáng lại. Đây che gì nè. Bây giờ mình sẽ che cái quan trở lên nha các bạn, thì nó sẽ bật nè. Tiếp điểm đỏ, tiếp điểm lên nó sẽ bật, buông ra nó nhận ánh sáng được thì nó tắt nè đó. Thì nguyên lý làm việc là như vậy á, khi mà trời tối á, mình đặt cái con này ở ngoài chỗ nào đó mà mình cần là tối là đèn bật, sáng là đèn tắt. Thì tối đó thì ví dụ như mình che lại nè, nó tối từ từ nè, ban cái này là ban ngày đó, ban ngày là nó không bật ha. À, khi chơi tối từ từ này, tối từ từ này đó, thì quan trở nó sẽ tối và nó sẽ bật đó, bật nha bạn. Và khi trời sáng nè sáng nè nó sẽ tắt. Đó là chính là nguyên lý làm việc của cái bộ cảm biến ánh sáng đó, nó như thế vậy. Thì bên này mình ứng dụng cho cái chỗ nào mình cần không bật đèn, như nhà mình, nhà kho hay là nhà gì mà mình không có ít lợi và mình cần sáng ban đêm mà khi không có mình ở đó, hay là đèn cổng, ví dụ gì đèn cổng thì mình khỏi bật, chiều tối là từ bật nó bật thôi. Đó chính là nguyên lý làm việc của cái bộ cảm biến ánh sáng nha các bạn. Rồi đó, đây mình đã chia sẻ cho bạn xong cái video nói về cái bo cảm biến ánh sáng là xài điện 220. Cái này mình có thể mua về lắp linh kiện, về mình lắp bộ HA741, nó cũng là một số sánh xài nguồn 12V.
Đây là cái bộ cảm biến ánh sáng nè các bạn. Cảm biến ánh sáng mình là lắp cho cái chỗ thờ ông táo nhà bếp này. Hay là các chỗ nào mà các bạn cần không cải bật từ tối rồi tự động sáng thì này là chính là cái này. Đây là cái bộ của nó ở đây nè. Đó, thì tối thì mình không có làm này chỗ này hết, mình cho chỗ ông táo này tự sáng. Thì mình đặt ở ngoài đây là do ngoài cửa kia đang cho nó nhận được ánh sáng tối á. Thì tối thì trong đây nó có cái bộ mạch. Trong đây có bộ mạch thì nhận cái quang trở là nó nhận. Và nó xuất ra các IC bộ so sánh. Đặng nó so sánh các ngưỡng ánh sáng, đặng nó làm việc. Và nó cấp cho cái relay đặng làm sáng cái đèn này. Và nó này nó ra ba cộng thì dễ thôi, ra ba cộng thì nguồn thì mát với ra tải là xong rồi ha. Có cái bộ cảm biến đều ra ba cộng rồi mát chung á, rồi dây nguồn vào với dây tải ra đó. Rồi bây giờ mình che lại tối cho các bạn thấy nó sáng nè. Che lại thì cái cảm biến nó nằm đâu ngoài đây nè, mình che tối đây nè. Nè các bạn thấy nè, mình che tối đây nha, che tối nè, sáng nè. Đó các bạn thấy không, buông ra nè, tắt nè. Đó rồi che tối đây nè, che tối đây nha các bạn. Rồi các bạn đến nha, cụp cái nha, sáng đó không. Đó buông ra hồi để tắt. Rồi nó có cái nắp ở trên nó bảo vệ mưa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đó, đây là bộ các bạn cần thiết thì lắp cho chỗ nào các bạn lắp ha. Bộ này là bộ cảm biến ánh sáng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình nha các bạn.